Nhờ tích cực vận động người dân về lợi ích của việc trồng rừng, đến nay Yên Bái trồng mới được hơn 12.000 ha rừng, bằng 82% kế hoạch, trong đó rừng trồng tập trung đạt hơn 9.500 ha, tăng 5% so với cùng kỳ. Các địa phương trồng được nhiều diện tích rừng tập trung ở các huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Chấn Yên với diện tích mỗi huyện trồng được trên 2.000 đến hơn 3.000 ha. Bên cạnh đó, các địa phương còn chú trọng đẩy mạnh trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như quế và che mang bắt độ. Để hoàn thành mục tiêu trồng mới gần 16.000 ha rừng trên địa bàn tỉnh, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với phòng nông nghiệp các huyện cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn đôn đốc hướng dẫn kỹ thuật cho bà con để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao nhất. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra các vườn ươm trên địa bàn để đảm bảo tất cả các cây giống khi xuất vườn đảm bảo chất lượng. Nhờ tích cực trồng rừng, hiện Yên Bái có độ che phủ rừng đạt 63% đứng thứ tư toàn quốc, phấn đấu đến hết năm 2025 độ che phủ rừng của toàn tỉnh đạt 65%.